vị đang đến với chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2017, và nhóm phóng viên Ái Hiền và Như Lê đang có mặt tại khu chợ Hồng Kông 4 để tường trình thưa quý vị hội chợ lần thứ 15 gây quỹ cho nạn nhân lũ lụt sau cơn bão Harvey. Và xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh mà nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận sau đây. Gây quỹ cho các nạn nhân, sự ủng hộ mạnh mẽ của quý vị và sự đóng góp của nhiều cá nhân, đoàn thể và cộng đồng chắc chắn sẽ nâng cao tinh thần cho các nạn nhân nhằm giúp họ trải qua những khó khăn, nhanh chóng hồi phục lại mái ấm gia đình của họ. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ. Thay mặt Ủy ban cứu trợ nạn nhân báo Harvey, thay mặt Hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston, cảm ơn quý vị. Tôi là Hùng, ở California. Tôi là trung tá US Coast Guard. Nghe Houston năm nay bị lụt thì qua giúp phim để mà giúp người. Tôi với mấy người trên đội của tôi chỉ qua đây giúp những người nào mà cần register với phim để với lại nếu mà người ta mà nộp đơn mà thấy lâu quá mà không nghe tin tức gì á thì tụi tôi có thể giúp người ta coi tình hình cái hồ sơ ra sao. Tiện đây thì chúng tôi cũng cảm ơn các cơ quan truyền thông cũng như Việt TV, các cộng đồng bạn Dallas và xa gần, các mạnh thường quân, các hội đoàn đã ủng hộ rất nhiều cho cộng đồng. Và tất cả những người cho 1 đồng, cho 5 đồng, cho ủy ban chúng tôi. Tối mai và thứ Chủ nhật, quý vị sẽ thấy là có rất là nhiều hội đoàn, cộng đoàn. Họ tới, họ trao check cho chúng ta trên sân khấu. Và cũng có rất là nhiều mạnh thường quân sẽ tới và tận tay đưa trao check cho đồng hương chúng ta. Và chúng tôi trong ủy ban sẽ trao tiền thẳng tay cho những nạn nhân lũ lụt ở Harvey. Thời gian gần đây chắc có lẽ quý vị cũng đã nghe qua về cái thông tin là một cái làn sóng, một cái hệ thống Việt ngữ đài phát thanh sắp sửa được ra mắt với đồng hương khắp nơi tại Houston và các vùng phụ cận. Vâng, thưa quý vị, làn sóng đó là 1560 AM. Chúng tôi sẽ phát thanh vào ngày đầu tiên là 24 tháng 10 sắp tới đây. Và sẽ được phát thanh 24/24 và 7 ngày trong tuần luôn, với mục đích là để cho phục vụ cái nhu cầu của đồng hương Houston. Thì mình cũng là một người dân của Houston. Khi xảy ra bão lụt, mỗi một người một bàn tay. Mình là bầu show thì mình có cái sự qua lại với lại mấy anh chị em nghệ sĩ. Và mấy anh chị em cũng rất là nôn nao để về Houston giúp cho đồng bào chúng ta. Thì ngày hôm nay tất cả mọi người về đây để giúp cho Houston. Ngày hôm nay chúng tôi đã thành tựu được cái việc của chúng tôi làm, thì mọi người rất là happy, không phải riêng mà bản thân tôi, tất cả mấy anh em trong ban tổ chức và tất cả thiệu nguyên viên. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một vài hình ảnh nhóm phóng viên của Đài Việt TV chúng tôi ghi nhận về đêm khai mạc gây quỹ cho những nạn nhân sau cơn bão Harvey tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Ái Hiền rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và tham dự. Ái Hiền xin chào và chúc cho quý vị có một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.